tiếp tục tô tranh cát nha. Và ngày hôm nay chị Chim xin mang đến một bức tranh cát hình một nhân vật rất là ngộ nghĩnh đây. À ha, các bạn nhỏ có biết nhân vật này không nào? Đó, chị Chim xin đã đi rất là nhiều cửa hàng để lựa được một bức tranh cát. Vì dạo này tranh cát thì nó toàn là màu cũ không đó các em. Rồi bây giờ các bạn nhỏ ơi, hãy cùng chị Chim xin bắt đầu tô màu tranh cát nhé. Thank you.
Vậy là chị Chim Xinh vừa mới hoàn thành xong việc tô bức tranh cát hình một nhân vật rất là ngộ nghĩnh đây. Cái này thì chị Chim Xinh tô theo sở thích của mình thôi nha. Còn tại vì chị Chim Xinh không biết nhân vật này ở ngoài đời nhé Kem. Rồi chị đã sử dụng màu nâu, màu xanh da trời, màu đen, màu xanh nước biển, màu đỏ, màu trắng. Đó, rất là nhiều màu ha. Và chị đã tô màu nền màu vàng. Như mọi lần chơi xong thì chị Chim Xinh sẽ bỏ vào bao để có thể giữ được bức tranh cát này lâu, cũng như là không để cho cát vương ra nhà nha các em. Các bạn nhỏ của chị có thể tìm mua tranh cát tại website đochoichem.com hoặc là các em vào nhà sách, siêu thị, khu vui chơi ở trong công viên đều chị đều có thể bán nhé. Còn bây giờ chị Chim Xinh xin chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong clip sau.